Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo cơ sở đồ gỗ Đỗ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Ở trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình cao 1m7, đường kính là 46 phân. Đó. Hàng là chưa có chủ nhân sở hữu. Hàng là trơn nha quý anh nhá. Hàng là chúng em sơn điêu sẵn. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Và hàng đang sẵn tại cửa hàng và mộc rất chiều nhiều. Đây là đôi này em hoàn thiện sẵn cho quý khách hàng nào cần luôn thì có thể liên hệ nghe với em. Đấy. Và chúng em xin công khai báo giá cặp lục bình cao 1m7 trơn này là hiện tại là chúng em đang bán với giá là 13 triệu đồng. Đấy. Và hàng có sẵn nha quý khách hàng nhá. Nếu mà quý khách hàng nào muốn lấy cặp lục bình này nghe có thể liên hệ nghe với em Mạnh theo số điện thoại là 0944222266. Và hàng là 1m7 này chúng em chọn gỗ này. Đấy, đây. Trên lắp bình này. Đấy nhá. Đấy. Phía dưới tiện cỏ rất chi là đẹp. Đấy. Quý khách hàng ở đây tận cơ sở nha. Để chỉ cho chính bản đây là ngõ Bắc Châu Phong, phía hai đường Anh Hà Nội. Và quý khách hàng có thể muốn xem bàn ghế dơ tủ, kệ TV, bàn ghế ăn, đồng hồ hoặc là đồ thờ đến tận cơ sở của chúng em hoặc là liên hệ website của chúng em là đồ gỗ mạnh.com. xem thêm các mẫu mã cũng như là sản phẩm công khai báo giá trên website nhé. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video sau.